Mới đây, Trung hội Nông dân Việt Nam đã ban hành quyết định về việc công nhận 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Hưng Yên vinh dự có một hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đó là hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi và đồ gỗ mỹ nghệ Hòa Phong ở thôn Phúc Biếu, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, được công nhận là một trong 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập. Những hợp tác xã được bình chọn năm 2024 là hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định, có thời gian hoạt động tối thiểu ít nhất từ 3 năm trở lên. Hợp tác xã tổ chức sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ sản xuất cho các thành viên hợp tác xã mang lại hiệu quả cao. Dự kiến lễ biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới.